Mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh. Tết cũng gần đến, thì trong video hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bắp cải, kim chi, muối chua ngọt. Chỉ trong vòng 15 phút là ăn được ngay, bắp cải ăn giòn rụm giòn tan. Làm như thế nào mời các bạn cùng xem. Ngày hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu cho các bạn. Ở đây mình có hai cái bắp cải, mình mới đi chợ mua về luôn các bạn. Hai bắp cải, cân là 1 kg mốt 50. Và một củ cà rốt 300 g, 50 g gừng, và mình có 50 g ớt, hai trái ớt chuông nhỏ với ba trái ớt sừng là 50 g, hành tím 50 g, tỏi 30 g. Đầu tiên mình giới thiệu về bắp cải trước ha, rồi thành phần kế tiếp mình chia sẻ sau. Rồi bây giờ kế tiếp mình giới thiệu, ở đây mình có 1 cup giấm trắng 5%, 1 cup đầy bằng 250 ml, và đường cát là 300 g, 1 cup cộng thêm 1/4 cup nữa là 300 g ha, và 50 ml nước mắm nhỉ hiệu con cá của Thái Lan, 1 muỗng canh muối đầy luôn 25 g. Mình đã gọt cà rốt ra rồi, thì bây giờ mình muốn làm cho nó có cái bông đó các bạn, thì mình sẽ tỉa bông nó ha, tỉa bông nó cho nó đẹp. Mình tỉa xong rồi, bây giờ mình cắt mỏng ra ha. Tiếp theo mình sẽ chẻ bắp cải ra. Chẻ miếng lại ha. Miếng hình chủ nhật ha. Xong rồi mình tách nó ra. Mình cứ cắt như vậy hết rồi mình đi rửa. Mình cắt hành tím luôn. Mình cắt bắp cải xong rồi thì bây giờ mình cắt hành tím. Rồi tiếp theo mình cũng cắt gừng ra luôn nha các bạn. Mình xắt gừng nhuyễn ra. Mình xắt miếng xong rồi mình cắt nhuyễn lại. Bây giờ mình sẽ đi bầm ớt nha các bạn. Mình không có cho vô máy xay mà mình bầm ha. Vì ớt này là của mình, không phải ớt tươi. Mình mua cái này ớt đông lạnh đó các bạn. Mình bầm ớt và tỏi. Mình bầm như vậy là được rồi nè các bạn. Ớt tỏi mình đã bầm xong ha. Mình để vô lại cái dĩa. Rồi mình đi làm phần tiếp theo. Mình đã bầm ớt xong rồi thì bây giờ mình đi rửa bắp cải ha. Mình rửa bắp cải mình nhớ mình tách những cái mà nó dính lại nè các bạn. Nó chưa có rời rạc nè. Mình tách nó ra ha. Đó. Rồi, mình rửa khoảng 3 nước đó các bạn. 3 nước rồi mình cho ra cái rổ. Bây giờ mình đã rửa xong thì mình cho hết cái cải này nè, mình cho vô lại cái thau ha. Mình cũng không có cần để cho nó ráo đâu các bạn. Mình rửa xong rồi mình cho vô cái lại cái thau. Và tiếp theo mình cho hành tím nè, 50 g hành tím nè, mình cho vô luôn ha. Và gừng nè, mình cũng cho vô luôn. Cà rốt mình sắt mình tạo bông á, cũng cho vô luôn. Và mình cho 1 muỗng canh muối nè. 25 g, 1 muỗng canh đầy ha. Và mình sẽ múc trong 300 g đường cát này nè, mình múc vô 2 muỗng canh 40 g. Rồi bây giờ mình trộn tất cả mọi thứ này lên. Mình cho muối và đường để giúp cho cái cải của mình đó các bạn, nó không có bị hăng và nó sẽ giúp cho cái giòn cải của mình với cà rốt của mình đó các bạn.
mình trộn lên đều. Mình xớt ra cái thau to một chút các bạn, cái thau kia nó nhỏ quá, mình xớt ra cái thau to một chút để mình trộn cho nó đều. Bây giờ mình đã trộn cho nó đều rồi thì mình ngâm cái muối đường trong cái thau này trong vòng 30 phút. Bây giờ cái cải của mình, nó bắp cải của mình cũng đã dọp lại nè các bạn ơi, nó cũng đã yếu lại rồi thì nó cũng có nước nè, nó có nước, nó ra nước nè, đó nó ra nước. Thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó ráo rồi mình bỏ cái nước này đi ha. Mình vắt cho nó ráo, mình bỏ cái nước này đi. Bây giờ mình vắt xong rồi thì mình cho lại cái thau. Mình cho lại cái thau này. Mình cho hết vô luôn. Rồi tiếp theo mình cho 1 cup giấm nè, giấm 5% nè, mình cho hết vô luôn. 50ml nước mắm mình cũng cho vô luôn. Số đường cát còn lại mình cho hết vô luôn ha. Tổng cộng là 300g đường cát. Mình cho ớt băm nè, với tỏi băm nè, mình cũng cho hết vô luôn. Rồi bây giờ mình trộn lên. Wow, thơm quá các bạn ơi. Mình trộn lên thôi á mà nó nực nồng cái mùi thơm á là mình có thể mình ăn liền được luôn rồi đó. Thơm quá luôn. Mình làm cách này nè là ăn liền được ngay á các bạn. Mình chế biến mình cho món ngon của ngày Tết, rất là tiện lợi luôn, rất là ngon luôn. Đó, mình trộn cho nó đều tay. Rồi mình có thể mình gắp ra dĩa mình ăn cơm được rồi đó các bạn, mình ăn được rồi đó. Rất là nhanh ăn luôn. Các bạn hãy dính thời gian ra làm theo cách này đi ha. Thì cũng giống như là mình trộn gỏi. Thay vì mình làm gỏi gà xé khoai, vịt trộn cũng được. Nhưng mà cái này mình làm kim chi bắp cải để cho mình ăn 3 ngày Tết ha. Mình ăn với thịt kho. Bây giờ mình trộn xong rồi á thì mình có thể để ở đây 15-20 phút là mình có thể mình ăn được rồi đó các bạn. Còn mà mình muốn ăn dần á thì mình sẽ để vô khuôn hoặc là vô hộp để dành mình ăn dần ha. Rồi bây giờ mình trộn xong rồi, ở đây mình có keo thủy tinh nè, mình cho vô ha. Cái keo này phải sạch, phải khô, phải sạch sẽ sạch nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả kim chi bắp cải này vô trong cái keo này. Mình muốn để bảo quản ăn lâu á thì mình sẽ cho vô keo ha. Và mình sẽ nấu lại cái nước mắm này. Mình cho bắp cải vô hết trong keo rồi thì bây giờ cái nước mắm này nè, mình lược lại, mình sẽ đi nấu cho cái nước mắm này nó sôi lên. Rồi sau đó mình để cho nó nguội, thật là nguội. Rồi mình mới cho vô keo. Rồi mình sẽ để vô tủ lạnh mình ăn dần nha các bạn. Bây giờ cái phần nước mắm mình á, mình đã nấu lên, nó đã sôi rồi nè các bạn. Mình cho nó sôi thật là sôi ha. Có bọt mình vớt bọt. Rồi sau đó mình để cho nó nguội, thật là nguội. Rồi mình mới cho vô cái keo bắp cải kim chi của mình ha. Giờ cái nước mắm á, các bạn của mình á, nó đã nguội hoàn toàn rồi. Mình cho hết vô keo luôn ha. Rồi mình sẽ để vô tủ lạnh mình ăn dần ha, ăn chừng nào cho nó hết thì thôi. Nó mình làm như vậy thì để ăn lâu, nó không có bị hư và nó không có lên mốc lên men. Mình đã trộn xong rồi, mình đã cho ra dĩa rồi nè các bạn ơi. Một dĩa kim chi bắp cải, muối chua ngọt, rất là hấp dẫn, rất là thơm, rất là ngon luôn các bạn ơi. Bây giờ mình ăn thử một miếng ha, coi cái độ mặn, độ chua, độ ngọt, độ giòn nó như thế nào nha. Bây giờ mình xin mời. Rất là giòn luôn các bạn ơi, rất là vừa ăn.
Cái nào cũng dồn ngon hết trơn các bạn. Mình vừa trộn tích tắc trong vòng 15 phút là đã ăn được rồi. Rất là vừa ăn luôn, rất là ngon. Độ cay vừa phải, độ mặn, độ chua, độ ngọt rất là vừa ăn luôn. Các bạn hãy nhín thời gian ra làm theo cách này đi ha. Để cho gia đình mình có một dĩa kim chi, bắp cải, muối chua ngọt ăn trong 3 ngày Tết. Ăn với bánh tét, thịt kho rất là ngon luôn, rất là tuyệt vời luôn. Mình muốn bảo quản lâu thì mình sẽ cho vô keo, rồi mình nấu lại cái nước mà mình trộn á, để giữ lâu ăn, để giữ lâu hơn và ăn lâu hơn và ngon hơn. Rồi, đến đây mình đã chia sẻ xong rồi, mình xin kết thúc video. Chúc các bạn làm bắp cải kim chi ăn ngon miệng, hoặc là mình có thể gọi là bắp cải muối chua ngọt ăn ngon miệng. Hai cách đều giống như nhau, thì cách này mình chia sẻ rất là nhanh gọn lẹ và làm trong vòng 15 phút là sẽ có ăn liền được ngay. Các bạn hãy làm thử đi rồi cảm nhận cho mình biết. Có thắc mắc điều gì hãy bình luận cho mình ở dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn làm kim bắp, bắp cải, chua ngọt, ăn ngon miệng. Nếu các bạn thấy video này các bạn thích, đừng quên cho mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Nhớ nhấn cái chuông để tiện theo dõi video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và ủng hộ Từ Bé lâu nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, share rộng rãi ra cho bà con, bạn bè xem công thức này để làm cho gia đình có một dĩa bắp cải kim chi ăn ngon miệng và giòn và rất là nhanh lẹ luôn. Rồi, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, phát lộc, tấn bình an và công việc được thuận lợi. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Xin chào.